Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em tới cái bài 24.3 đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 24.4. Ok. Cảm ơn em đã đăng ký khóa học online nhé. Ta sẽ đi sang bài 24.4 em. Rất rõ ha. Câu A này. Cực nào của kim 500 trong cái hình 24.4A hướng về đầu B của cùng dây điện, cái đầu B kia. Thế nào? Người ta bảo là cái cực nào? Đây, cái kim 500 đây. Nghĩa là người ta nói là cái cực Bắc hay là cực Nam. Ý là như thế. Như vậy thì để biết được cực Bắc hay là cực Nam của kim 500 không? Nó quay về đầu B thì chúng ta phải sử dụng cái gì em? Chúng ta phải sử dụng cái quy tắc nắm bàn tay phải để mà xác định cái chiều của cái đường sức từ đi qua cái cuộn dây này. Khi người ta sử dụng khi quy tắc bàn tay phải thì các em thấy nó sẽ đi từ đâu tới đâu em? À, nó sẽ đi là theo cái chiều là từ B cho tới A. Được chưa nào? Còn quy tắc bàn tay phải là thầy bày rất là rõ ở trong phần sách giáo khoa rồi. À, như vậy chúng ta suy ra cái cực của 500 này. Cái 500 này nó sẽ cái có gì? Có cực Bắc của kim 500 này. Nó sẽ hướng về cái đầu gì? Đầu B. Được chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây này. Nhìn này. Cực Bắc thì tôi nằm ở đây, thường cực Bắc là chữ N thì thầy sẽ tôi nằm ở đây N Bắc này, thì cực Nam này, hiểu chưa? Rồi chúng ta trình bày vô. Thứ nhất là đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta sử dụng cái quy tắc bàn tay, quy tắc nắm bàn tay phải các em nhé. Quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều đường sức từ qua cuộn dây là đi từ đâu tới đó thôi em, là đi từ từ B sang A. Từ đó nên chúng ta sẽ suy ra cái cực Bắc của kim 500. À, nó sẽ hướng về phía đầu B của cuộn dây điện. Hiểu chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đây câu A các em thấy rõ chưa nào, chúng ta đi sang câu B nha. Câu B các em xác định chiều của dòng điện chạy qua trong cái cuộn dây ở cái hình 24.4B. Đây, ở đây người ta đã cho đây là cực gì? Đây cực Bắc này, đây cực Nam này, thấy chưa nào? Cực Nam hướng ở đây thì chứng tỏ cái chiều của đường sức từ nó qua cuộn dây đó chính là đi từ C đến D hay từ D đến C các em. À, nó sẽ đi là từ C cho D D, có được chưa nào? Ở đây người ta đã cho, nghĩa là nó ngược lại với ở câu cái câu A này. Câu A đây người ta đã cho các em chiều dòng điện, người ta sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải, khi đó chúng ta sẽ xác định được hai cái từ cực của cái kim 500 này. Còn ngược lại ở đây người ta đã cho hai từ cực của kim 500 nha em, ha. Như vậy ở đây là cực Nam nó quay vào ở cái cuộn dây này thì chứng tỏ cái chiều dòng điện nó sẽ đi từ C tới D, được chưa? Rồi chúng ta sẽ ghi vào. Giờ thầy nói nhiều nên tiếng có thể bị bể hay bị khàn tiếng đau họng mấy. Chiều đường sức từ đó là qua cuộn dây là đi đâu em, từ đâu tới đâu, là từ C đến D nha, từ C đến D. Ok, ở đây chúng ta có thể mở ngoặc là sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải thì thế nào, chúng ta suy ra cái dòng điện
có chiều đi vào, đó chính là đầu dây gì? À, đầu dây C nhé. Ok. Ta sẽ đi sang bài 24.5 em nhé. Rồi, ta đi sang bài 24.5 em. Cuộn dây của một 500 điện được nối với một nguồn điện mà tên các cái từ cực của 500 điện được ghi trên hình 24.5 đây em. Hãy xác định cực dương âm của nguồn điện. Nghĩa là ở cái đầu A và đầu B này đâu là cực dương, đâu là cực âm, ý là như vậy. Thì ở đây chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái quy tắc nắm bàn tay phải để xác định được cái chiều dòng điện. Thì em thấy là khi chúng ta sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải thì em thấy chiều dòng điện nó đi từ đâu tới đâu em? Chiều đi ra là ở đâu? Ừ. Chiều đi ra là ở A hay ở B em? Đó chính là ở A. Chiều đi ra là chiều ở A. Như vậy thì nó sẽ theo cái chiều này và nó đến B ở đây. Chứng tỏ đến B ở đây thì nó sẽ là cực âm hay cực dương em? Đó là cực cực âm. Còn đi ra ở đây sẽ là cực gì? Cực dương. Đó. Chiều dòng điện thì nó sẽ chạy từ cực dương sang cực âm. Chúng ta được học về chiều dòng điện ở lớp 7 rồi. Và lớp 9 chúng ta không được biết, đúng không nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể ghi một xíu nhé. Thầy thực hiện thao tác ở trên hình rồi. Em ghi này là sử dụng cái quy tắc nắm bàn tay phải xác định chiều dòng điện qua cái cuộn dây là chiều ra từ từ A. Nên là chúng ta suy ra cái đầu A của nguồn điện đó là cực gì? Dương. Thì chắc chắn B này đó chính là gì? Cực âm, đúng chưa? Ta đi sang câu 24.6 em nhé. Cái nào dễ thì thầy làm nhanh một chút được chưa nào? Ta đi sang câu 24.6 đây, câu trắc nghiệm em. Thầy đọc đề nhé. Các đường xuất từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm gì? Ha? Như vậy thì theo cái phần lý thuyết á, chúng ta được biết là các cái đường xuất từ nó có chiều nhất định ở bên ngoài cuộn dây, chúng là những cái đường gì? Nó đường cong hay đường tròn? Ở bên ngoài thì nó sẽ có những cái đường cong, đường cong, và nó đi ra. Ra là gì? Ra Bắc. Vào là vào gì? Vào Nam. Nhớ giùm thầy như vậy, ra Bắc vào Nam. Đó, nhớ giùm thầy những đặc điểm này để chúng ta đi chọn cho nó đúng. Ok. A là những đường thẳng song song và cách đều nhau và vuông góc với trục của ống dây, là những vòng tròn cách đều có tâm nằm trên trục của ống dây, là những đường thẳng song song cách đều và hướng từ cực Bắc đến cực Nam của ống dây, là những đường thẳng song song cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến cực Bắc của ống dây. Thì qua bốn cái câu này chúng ta thấy cái đáp án chính xác mà nãy giờ thầy giảng ở đây thì đáp án gì đúng nè? Đó chính là đáp án D em nhé. Đáp án D là chính xác nhất và hợp lý nhất. Ok, ta đi sang bài 24.7 nhé. Rồi, ta đi sang bài 24.7 em. 7, 8, 9 đều trắc nghiệm hết em nhé. Nếu dùng quy tắc nắm mà tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây cái dung điện chạy qua thì ngón tay cái chọi ra chỉ điều gì? Đây, ngón tay cái đây em, chọi ra đây. Ha, này. Thấy không nào? Ừ. Như này, đó. Thì chúng ta học thì ta biết rồi. Nó sẽ chỉ điều gì? Đó chính là chiều của dòng điện trong ống dây. Được chưa? Đây này. Đó chính là đáp án A, đọc vô em thấy ngay ha. Cái con cái em, đó chính là nó chọi ra để chỉ chiều của dòng điện trong ống dây em nha. Ta đi sang bài 24.8. Ta đi sang cái câu 24.8 em. Vì sao có thể coi ống dây có dòng điện một chiều chạy qua như một thanh nam châm thẳng? Được nào?
Các em đã biết rằng là hai đầu của ống dây á, nó có dòng điện chạy qua, cũng như là hai cái từ cực của thanh nam châm, đúng chưa? Chúng ta học đã biết rồi, đầu mà có đường xuất từ đi ra, đầu mà có đường xuất từ đi ra gọi là cực gì? Đi ra gọi là cực gì? Cực bắc. Mà đầu có đường xuất từ đi vào gọi là cực gì? Cực nam. Không? Như vậy thì ở đây chúng ta có thể coi ống dây nó như thanh nam châm, thì tại vì nó có hai cái từ cực, nghĩa là nó không có cực bắc và cực nam giống như thanh nam châm. Em hiểu chưa nào? A là vì ống dây cũng có tác dụng lên lực từ lên kim nam châm. Vì ống dây đây nghe, câu C này. Được chưa? Ta đi sang câu 24.9 nha. 24.9 nghe. Quy tắc nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường xuất từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua? Thì tất cả các bài chúng ta thấy chúng ta đều áp dụng quy tắc nắm gì? Nắm bàn tay tay phải. Được chưa? Quy tắc nắm bàn tay phải. À, nắm tay phải đây. Anh C nha. Quy tắc nắm tay phải. Ok. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 25. Ok, cảm ơn em. Bye bye nha.